chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý sự cố cống Liên Khê trên tuyến đê tả sông Hồng thuộc địa bàn huyện Khoái Châu. Giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư dự án khi chính quyền và người dân vào cuộc. Các cơ sở chế biến nông sản khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Thầy giáo Phí Văn Quang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Huyện đoàn Ân Thi và Kim Động triển khai nhiều hoạt động trong tháng thanh niên năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê đê tả sông Hồng thuộc địa bàn huyện Khoái Châu. Dự án gồm các hạng mục xây dựng cống qua đê, gia cố thượng lưu, hạ lưu cống với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương được thi công từ tháng 12 năm 2020. Đến thời điểm này, dự án đáp ứng đúng tiến độ thi công đạt 50% công việc. Dự kiến đến trước ngày 30 tháng 4 sẽ hoàn thành việc đắp trả thân đê. Việc hoàn thành dự án xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê nhằm góp phần tiêu nước chống ngập úng cho khoảng 1.650 ha đất canh tác ngoài bãi, tiêu nước vào trong đê chính, phục vụ sản xuất của nhân dân các xã vùng bãi ngoài đê của huyện Khoái Châu, đồng thời góp phần tăng cường khả năng phòng chống lũ cho tuyến đê sông Hồng, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của các xã vùng bãi ngoài đê nói riêng và huyện Khoái Châu nói chung. Từ đầu năm 2021 đến nay, thị xã Mỹ Hào đã cấp đổi được trên 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên, hiện địa phương này vẫn còn đang tồn đọng hơn 1.000 giấy chứng nhận đất ở đã cấp, nhưng người dân không đến hoàn thiện thủ tục kê khai. Hiện thị xã Mỹ Hào cấp đổi được trên 17.000 thửa đất ở, đạt trên 70% thửa đất ở. Ngoài ra, còn cấp trên 55.000 thửa đất nông nghiệp, đạt trên 90%. Các thửa ở hiện chưa thể tiến hành cấp đổi là do nằm trong các trường hợp không đủ điều kiện như trong hành lang giao thông thủy lợi, không chứng minh được nguồn gốc, thiếu thủ tục cần thiết khi các hộ tự chia tách thừa kế trao tặng. Một số hộ không chấp nhận xử lý phần dư, một số thửa đất giao trái thẩm quyền từ nhiều năm trước nhưng không còn phiếu thu, một số trường hợp còn đang tranh chấp. Với đất nông nghiệp, hồ sơ kê khai thiếu, nhiều hộ chia tách cho con hoặc mua bán chuyển nhượng cho nhau nhưng không có hồ sơ. Hiện thị xã Mỹ Hào vẫn đang sử dụng số đo cũ do đơn vị đo đạc mới chưa hoàn thiện, cũng không cử người về phối hợp với địa phương và cơ quan chuyên môn để xét duyệt. Trong khi ở một số địa phương, việc giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn gặp khó khăn, trong đó có nguyên nhân do người dân chưa đồng thuận với các chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, thì tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ thời gian qua, giải quyết rất tốt vấn đề này, tạo tiền đề thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư. Sớm công khai quy hoạch khi các dự án đến đầu tư tại trụ sở xã, các nhà văn hóa thôn, để người dân đến xem, nắm bắt được và bàn thảo là một trong những giải pháp tuyên truyền của xã. Qua đó, giúp người dân hiểu đồng thuận trong việc chia sẻ những khó khăn để hỗ trợ nhà đầu tư. Bên cạnh đó là việc xã thôn phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, bàn cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy mà từ năm 2016 đến năm 2019, tại hai thôn Tử Dương và Tử Đông đã có 8 nhà đầu tư vào thuê đất với diện tích gần 30 ha và đều gặp thuận lợi. Chúng tôi cũng có vướng mất 6-7 hộ là người ta cũng chưa chấp thuận ngay. Thế thì sau khi đền bù của cái đợt 1 xong thì còn những hộ còn lại thì chúng tôi là đi trực tiếp từng gia đình, chúng tôi tuyên truyền vận động người ta là thôi tạo điều kiện để cho công ty là để thu hồi để cho nó gọn thì công ty mới giải phóng được cái diện tích này, thì công ty mới làm nhà xưởng được, thì dần dần cũng hiểu, một số hộ hiểu và cũng người ta là chấp nhận. Phối hợp với doanh nghiệp, họp dân để xin ý kiến đánh giá tác động về dự án. Sau khi đánh giá tác động về dự án xong thì coi như là các cấp có thẩm quyền là công khai minh bạch từ cái giá đất đền bù của ủy ban tỉnh này, rồi hỗ trợ là giải quyết việc làm này, hỗ trợ đào tạo nghề, rồi hỗ trợ gạo cho các khẩu.
Đến nay, xã Lý Thường Kiệt có 12 dự án công nghiệp dịch vụ đầu tư vào địa bàn với diện tích khoảng 35 hectare, trong đó 80% là những dự án mới từ năm 2014 trở lại đây. Khi có đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chạy qua, thời điểm mà một số dự án tại các huyện phía Bắc của tỉnh gặp khó khăn khi có số ít người dân chưa đồng ý với các phương án hỗ trợ bồi thường giá đất nông nghiệp, khiến cho nhà đầu tư mất cơ hội sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại xã Lý Thường Kiệt, khi nhà đầu tư cùng với chính quyền và người dân vào cuộc thì công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu tưởng là khó nhưng sau đó lại thuận lợi. Có một số hộ có ý kiến, xong là ý kiến về cái việc giải phóng mặt bằng như thế nào cho nó bồi thường hỗ trợ làm sao cho nó phù hợp. Thế thì ban lãnh đạo công ty cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương cũng trực tiếp xuống để gặp bà con. Việc giải phóng rồi là hỗ trợ thì mình sẽ công khai, họp toàn dân và chính quyền xã rồi toàn dân cùng họp mình công khai tất cả tài chính để bà con cùng nắm được, tất cả mọi người đều nắm được và thống nhất được cái cách làm việc và quan điểm. Được biết, xã Lý Thường Kiệt là một trong những địa bàn trọng điểm để tỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sạch Lý Thường Kiệt với diện tích hàng trăm hecta. Như vậy, đất trồng lúa của xã sẽ còn rất ít. Chính vì vậy mà công tác giải phóng mặt bằng để các hộ dân đồng thuận nhường đất canh tác cho nhà đầu tư là rất quan trọng. Hy vọng những giải pháp hiệu quả trong thời gian qua của chính quyền xã, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ lãnh đạo thôn và các đoàn thể sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Dù không để phát sinh vi phạm mới, song do chưa vào cuộc xử lý dứt điểm, nên đến nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn nhiều điểm vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù đã vào cuộc xử lý vi phạm được trên 2.500 trường hợp, song đến nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn trên 920 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, gần 880 trường hợp vi phạm xây dựng các công trình nhà ở, lều lán vượt quá diện tích quy định trên đất nông nghiệp. Trên 40 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, đê điều, bến bãi, kinh doanh, vật liệu xây dựng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm còn tồn tại nhiều do đây là vi phạm trước năm 2016. Các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên chưa vào cuộc xử lý nghiêm dứt điểm mà chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo về kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, hướng dẫn số 624 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 trong 1/2 ngày 22 tháng 3 năm 2021, tức thứ Hai, khai mạc lúc 8 giờ tại hội trường số 408 trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số ngành chức năng trong nhiệm kỳ 2016-2021. Vậy, Thư trưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Khuê. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá chuối trên thị trường đã tăng trở lại do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và thị trường xuất khẩu ổn định. Nếu như cùng thời điểm năm trước, giá chuối chỉ từ 2 đến 3.000 đồng một kg do dịch Covid-19, nên thương lái thu mua ít, chỉ có một vài hộ xuất được sang Trung Quốc nhưng số lượng không đáng kể, thì nay giá chuối Tây và chuối tiêu hồng đã tăng và đang ở mức từ 6.000 đến 8.000 đồng một kg. Hiện nay, chuối chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và phục vụ thị trường trong nước cho các siêu thị, nhà hàng và bếp ăn tập thể, cũng như hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại. Toàn tỉnh đang có trên 2.800 hectare chuối, tập trung nhiều huyện Quái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Sản lượng năm 2020 ước đạt 70.000 tấn. Đây là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân,
Với giá bán hiện nay, người trồng chuối có lãi từ 3 triệu đến 4 triệu đồng một sào. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho cây nghệ, nhiều hộ dân ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu đã đẩy mạnh việc chế biến các sản phẩm từ củ nghệ. Trước đây tại xã Chí Tân, củ nghệ tươi sau khi thu hoạch chủ yếu được bán cho thương lái, mang đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, một phần được phơi hoặc sấy khô. Do không chủ động được đầu ra giá cả, thị trường không ổn định nên thu nhập bấp bênh. Những năm gần đây, nhiều hộ dân trong xã đã thành lập cơ sở chế biến sản phẩm từ nghệ thành các sản phẩm như bột nghệ, tinh bột nghệ, bột gia vị, cucumin bột, nano cucumin, viên nghệ, kem nghệ và sữa nghệ. Có giá bán dao động khoảng từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng tùy từng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, các cơ sở chế biến đã đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại như máy rửa, máy thái, băng tải lò hơi để sản xuất. Vì vậy, các sản phẩm từ nghệ của xã Chí Tân đã và đang khẳng định được thương hiệu không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang một số nước như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản cho doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hương Yên, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Minh Lộc, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Thiên Thảo. Hiện nay, các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, tìm kiếm thị trường, đưa ra các sản phẩm mới và áp dụng công nghệ để ổn định sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ An Đình ở thị xã Mỹ Hào là doanh nghiệp chế biến gạo để cung cấp cho các chuỗi siêu thị lớn và xuất khẩu gạo đi Úc, New Zealand, EU, Nga, Mỹ. Trước những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 gây ra, công ty đã bị ảnh hưởng lớn không chỉ sản lượng xuất khẩu mà cả thị trường trong nước. Tôm rice tức là gạo mà sản xuất ở trên cái ruộng tôm và sản xuất trong một cái điều kiện rất là sạch, nuôi tôm tự nhiên, hạn chế sử dụng phân bón và kiểm soát hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật thì gạo này rất là sạch, bởi vì người ta cấy một vụ cũng một năm rồi, nên cái này là chất lượng rất là tốt và an toàn, nên người tiêu dùng đang rất là đón nhận. Thành phố Hưng Yên là địa bàn có nhiều cơ sở chế biến hạt sen long nhãn. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thị trường dần ổn định, các cơ sở đã nhạy bén linh hoạt để tập trung nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất, áp dụng công nghệ trong bảo quản sấy và thay đổi mẫu mã sản phẩm. Cơ sở chế biến long nhãn của gia đình anh Vũ Ngọc Đỗ ở xã Hoàng Hanh những ngày này luôn tấp nập sản xuất. Hiện nay mỗi ngày sản xuất 3 tấn nhãn tươi và tạo việc làm cho trên 100 lao động nông nhàn. Cơ sở của anh Đỗ cũng như nhiều cơ sở khác đang hướng tới mở rộng thị trường và đầu tư công nghệ để phát triển sản xuất. Phải nâng cấp lên để sấy nò điện, sấy bằng công nghệ điện. Mà sấy được công nghệ điện thì 100% sẽ sạch. Nâng cấp được nò điện thì cái nguồn sấy, cái sản lượng nó sẽ nhiều lên và giải quyết được cái công ăn việc làm của bà con được nhiều lên nữa. Sau Covid này làm ăn thì thấy là công việc này cũng tiến triển. Khách cửa hàng mà mua bán là cũng thấy là nhiều hơn thì cũng có cái đà để mà làm. Những khó khăn thời gian qua sẽ là phép thử để các doanh nghiệp cơ sở chế biến nông sản tự khẳng định và linh hoạt hơn với tình hình mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra đòi hỏi từng doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất của mình cho hiệu quả hơn. Để phục vụ cho mục tiêu này, các doanh nghiệp đang cần nhiều hơn lao động kỹ thuật, lao động đã qua đào tạo và giảm dần lao động phổ thông. Đây cũng được xác định là xu thế tất yếu thời gian tới trong sử dụng nhân lực của quá trình công nghiệp hóa. Với quy mô 200 công nhân, 5 năm qua tỷ lệ lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Việt Nhật có sự thay đổi lớn. Từ chỗ gần 70% là lao động phổ thông, nay giảm xuống còn 20%. Định hướng của doanh nghiệp trong 5 năm tới, khi tối ưu hóa máy móc công nghệ vào sản xuất, nhu cầu sử dụng lao động phổ thông sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Trong khi số lao động đã qua đào tạo, đang làm tại doanh nghiệp đều tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề, đại học thuộc nhóm ngành kỹ thuật. Nguồn nhân lực này cũng được coi là ưu tiên tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Bên doanh nghiệp rất cần những người có trình độ, có tay nghề và nếu có điều kiện là sẽ được vào đây đào tạo thêm để làm sao để phát triển và tiến tới thì với cái công nghệ hiện đại thì mình sẽ thay thế toàn bộ những cái bộ phận gia công cơ chuyển sang chế độ là hiện đại hóa. Các năm tiếp theo chúng tôi sẽ đầu tư máy móc, dây chuyền, thiết bị tự động
đưa tự động hóa vào, và cùng với cả đó là cái chất lượng của sản phẩm nó sẽ tăng lên. Thực tế sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đang có sự thay đổi lớn, tăng nhu cầu đối với nhóm lao động kỹ thuật đã qua đào tạo và giảm lao động phổ thông. Điều này có nghĩa nhiều lao động phổ thông sẽ ít có cơ hội hơn khi tìm việc làm cho mình. Mặt khác, đây cũng là nhóm có mức lương không cao và thường dễ bị sa thải khi doanh nghiệp thay đổi công nghệ sản xuất. Lao động phổ thông thì sẽ tay nghề thấp hơn, thì đồng nghĩa cái tiền lương cũng sẽ thấp hơn, và lao động có tay nghề cao thì sẽ cao hơn, và cái sự chênh lệch đấy thì nó cũng khá rõ ràng tại công ty. Với lao động tay nghề cao của công ty chúng tôi thì lương thông thường thì khoảng trên 12 triệu, với lao động phổ thông thì rơi vào khoảng từ 7 đến 8 triệu. Trong khi sử dụng lao động có tay nghề đã qua đào tạo bài bản sẽ làm lợi nhiều mặt cho doanh nghiệp, từ năng suất lao động cao cho đến tăng khả năng cạnh tranh, và đây cũng là nhóm ít nhảy việc, thường có sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Hòa chung trong không khí của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Ân Thi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên. Vừa qua, huyện đoàn Ân Thi ra mắt công trình thanh niên con đường Bích Họa tại xã Cẩm Ninh có diện tích 80m² với kinh phí 30 triệu đồng. Ngoài ra, tại 9 xã trong huyện như Đặng Lễ, Đa Lộc, Văn Nhuệ, Đào Dương, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai hoạt động hành trình thứ hai của lốp xe. Từ những chiếc lốp xe cũ được tận dụng trở thành những chiếc xích đu cầu trượt đu quay cho trẻ em chơi, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thanh niên trong huyện đã trồng trên 200 cây xanh tại một số nghĩa trang liệt sĩ, trường học và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Huyện đoàn Ân Thi tổ chức trao tặng 5 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Huyện đoàn Kim Động cũng vừa tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người già có hoàn cảnh khó khăn, người có công, người khuyết tật và trẻ em tại xã Yên La, trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng loạt tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện ở tất cả các địa phương. Đối với các cấp bộ đoàn cơ sở, cũng tổ chức các hoạt động gắn với tình hình thực tế, cử từng đơn vị như Đoàn Thanh niên Công an huyện tăng cường tham gia đợt cao điểm làm thẻ căn cước gắn chip cho công dân. Chi đoàn các nhà trường phối hợp với đoàn xã thị trấn xây dựng mô hình cổng trường an toàn, thông qua những phần việc cụ thể ý nghĩa đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện Kim Động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương. Vượt lên những mặc cảm tự ti vì đôi chân khuyết tật, thầy giáo Phí Văn Quang, trường Trung học phổ thông Văn Sang không chỉ giỏi nghề, được học sinh yêu quý mà còn luôn tích cực đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp dạy và học. Biến chứng sau tiêm khiến đôi chân không thể đi lại bình thường, nhưng thay vì nản lòng, thầy Quang không ngừng nỗ lực học tập, trở thành giáo viên dạy toán giỏi. Năm 2003, khi mới ra trường, thầy Quang được phân công giảng dạy tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ. Nhà cách trường hơn 50 km, nhưng thầy vẫn kiên trì gắn bó với bục giảng, với giáo án, với học trò. Trong hơn 15 năm công tác, thầy Quang luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Không được đào tạo bài bản về tin học, nhưng thầy Quang đã tự học tập, nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm hữu ích cho dạy và học. Đặc biệt, năm 2018, khi mới được điều chuyển về trường Trung học phổ thông Văn Giang, thầy Quang là giáo viên đầu tiên áp dụng hình thức kiểm tra qua mạng Internet, từ đó lan tỏa đến tất cả các giáo viên trong nhà trường. Trong khi hình thức kiểm tra này vẫn còn mới mẻ với nhiều giáo viên, thì tại trường Trung học phổ thông Văn Giang, đây là hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên. Động lực để tôi có thể vượt qua những cái khó khăn và có thể làm tốt cái công việc của mình, đó chính là cái tình yêu nghề. Chính cái tình yêu nghề thôi thúc tôi làm tất cả những điều gì đó để là tốt nhất cho học sinh của mình. Nên là mình cũng học hỏi và tiếp thu, đồng thời là áp dụng cho học sinh của mình những cái phương pháp mới, rồi những cái phương pháp thi cử online như thế này.